Good evening everyone. Good evening ladies and gentlemen. Good evening. Xin chào tất cả các em thân mến đã đến với lớp trung học cơ uh, phổ thông cơ bản của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Good evening. Can I hear you say something please? Hello. Hi. Hello. Can I hear you say something please? <laughs> Xin chào, trời ơi, không có ai để cho tôi nghe một thứ âm thanh gì luôn đó hả? Mình có thể mở micro, mình nói hello cho mình đỡ quê được không vậy hả? Trường Giang, Bảo Duy, Gia Hân, Minh Ngọc, Duy Khôi và Đức Hải. Hello, hello. Trời ơi, thầy có thấy mặt đâu? Hi, thầy. À, à, xin chào, xin chào Trường Giang. À, thấy có Duy Khôi nhắn tin là sao không mở micro nói nhà Ngại gì nhỉ? Rồi, có ai không? Bảo Duy có đang nghe không? À, thôi, bây giờ thôi không mở micro cũng được Mà có thể à, gọi lại để à, một cái bình luận được không hả? Bảo Duy <laughs> Gia hơn nữa nè, Minh Ngọc, Duy Khôi và Đức Hải À, Bảo Duy đã có bình luận rồi, vậy là ngại đúng không? À, Minh Ngọc cũng hello luôn rồi nè Ủa sao ngại vậy ta? À, tụi em ở đâu? Mình trò chuyện tí đi rồi mình học nha à, Để mình quen nhau tí đã Bảo Duy như bữa hôm có học à mic của con hư hả duy khôi ok rồi mic của bảo duy với minh ngọc có hư không <laughs> à xin chào mọi người nha quên tự giới thiệu yeah, không rồi. à không à, à không mất không có à, rồi nghe được giọng bảo duy là là là, là vui rồi ok thế à, minh ngọc ok rồi nè đức hải với à, với với à, đức hải với gia hân thì sao nha ok thank you bảo duy rồi cả à, các bạn đến từ đâu vậy nè mình học trường nào mình đến từ đâu cho thầy biết được không bình luận cũng được không cần phải mở micro cũng được bài hôm nay hơi khó nha cho nên chúng ta sẽ sẽ phải làm việc với nhau rất là nhiều đó uh, 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 duy khôi đến từ ohio ok rồi thế còn bảo duy gia hưng ly xen minh ngọc đức hải thì sao vậy ta nãy giờ chưa thấy tín hiệu của đức hải nha à bên em mưa hả? Ờ à, rồi ok thôi rồi thầy không có uh, bắt ép mấy em mở micro nữa. <laughs> Thật ra thầy hiểu mà nếu mà mấy thầy là mấy em thầy cũng sẽ không có dám mở micro đâu. Phải không? À, nhưng như thôi từ từ uh, anh em mình quen nhau rồi mình mở micro sau ha trời ơi đâu phải trong lớp không đâu dù sau này mình đi mình gặp nhau ở ngoài kia mình còn đi uống trà sữa với nhau mình còn đi đi ăn uh, ốc đồ đi ăn uh, bún thịt nướng với nhau nữa. chứ đâu phải là mình mình xa cách đâu mấy em thôi kệ từ từ à, không có ép à, Đức Hải ở Hà Nội hi hi à, tháng 11 một thì ra Đức Hải nè à, một Trường Giang ở Bến Tre ok ôi vậy là ai cũng nghe được hết phải không vậy là đã nhận được tín hiệu từ uh, Trường Giang Bảo Duy uh, Minh Ngọc Duy Khôi Đức Hải rồi thế còn Ly sen với Gia Hân thì sao Uh, cho cái gì đó đi để, để chứng tỏ rằng là các bạn đang nghe rõ tín hiệu rõ đi nào uh... trời, Đức Hải ở tuốt ngoài Hà Nội luôn đây à ở đây Đức Hải là người xa nhất của mấy em mấy em ha rồi trời ơi chờ Gia hơn với Ly Sen gõ cái gì đó vào nè đây ha rồi có ai có hỏi gì không ạ à? I'm listening to you à rồi Ly Sen mới vô ở giờ đủ rồi đó ừ. Ly Sen chỉ cần nói vậy để biết là Uh, các bạn có tín hiệu tốt là được tín hiệu đường truyền đó <laughs> tại vì thiệt sự là thầy không thấy mặt mấy đứa đâu tại bây giờ trên lớp mình kêu bằng thầy thôi chứ muốn xưng anh dễ sợ luôn á muốn xưng anh và gọi là các em trời ơi, anh em mình đấy các em với nhau đúng không thầy lớn hơn các tụi em cũng có bao nhiêu tuổi đâu phải không Để cho nó thân mật tí xíu uh, gato là gì anh trời ơi duy khôi gato hả gato là ghen ăn tức ở đó là ghen tị đó Em nói nghe nè mấy đứa uh, bình luận gì bình luận công khai cho bạn bè mình nghe nữa trời. tụi em đi uh, đi coi livestream uh, top top có bình luận riêng tư không? Bình luận công khai mà không cho bạn mình coi với coi. Vậy ha, rồi lát nữa có bình luận gì bình luận công khai nha. Rồi, ngộ ha, tôi thấy trường uh, uh, trung học phổ thông cũng đâu phải là dạng trầm lắng lắm đâu. Nhỉ lớp 12 thì có thể trầm lắng chứ mà lớp 10 11 thì cũng đâu có dạng trầm lắng lắm đâu. Uh, thầy trò muốn xưng anh dễ sợ luôn thầy hay đi tới mấy cái trường phổ thông á trời ơi, mấy bạn rần 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 nè à. ok anh ok em đẹp trai không thầy hả bảo duy có thấy mặt đâu biết đẹp trai hay không mà thôi cuối cuối giờ đi cuối giờ để mở mic, mở cam lên mình chụp tấm hình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng bây giờ ai đó chạy chạy chuốt lại rồi mặt mũi nó đàng hoàng đi nha để gửi link facebook nha anh rồi ok ok không sao để anh hướng dẫn cho mấy em ờ vậy đi thôi kêu anh đi ha mình mà trong lớp mình thôi nha chứ ở ngoài á phải, phải 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 chuẩn chỉnh hiểu không nhiều khi người ta nhìn vô người ta người ta đánh giá người ta nói trời gì thầy mà không có nghiêm túc gì chân chứ thực ra mình là anh em mà phải không mình là người hướng dẫn mà phải không ok rồi vậy mấy đứa còn muốn uh, tâm sự gì nữa không sao mấy mấy, trai này nó lanh quá nè mà sao mấy bạn nữ sao im re vậy ta đó mấy, mấy bạn nữ đâu rồi mấy bạn nữ đâu rồi nhớ bình luận công khai nha mấy đứa rồi hôm nay xưng anh đi ha. À, gọi anh ha, gọi anh em nha. Ok. Thử một bữa coi có 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 ấy. Trời Bảo Duy nó gửi luôn cả cái cái link Facebook. Ê, Duy Khôi không có chơi game nha. À, kêu bằng anh thì được nhưng mà học nha Duy Khôi nha. Nha, rồi thôi bây giờ nè mấy đứa tập trung. Hôm nay bài sẽ hơi khó, bây giờ thầy hỏi mấy đứa một tí là uh, mấy đứa thích Học theo kiểu mì ăn liền Hay là học theo kiểu logic Cho bình chọn Thực ra hôm nay thầy hướng dẫn hai kiểu luôn Nhưng mà thầy chỉ hỏi sơ sơ thôi Mấy đứa thích học theo kiểu logic hay là học theo kiểu mì ăn liền Logic là sao là mấy đứa mà nó hơi hơi kiểu uh, uh, Không có thích học thuộc lòng nhiều Thì mình học cái logic Thì nó sẽ dễ hơn Học ít Nhưng mà biết được nhiều Nhưng mà bù lại Bù lại là mình phải động não cũng nhiều mình phải có cái tư duy logic. Còn cái kiểu thứ hai kiểu mì ăn liền á là khỏi cần động não, học thuộc lòng hết tất cả mọi thứ là mình sẽ làm bài được. Kiểu nào cũng được cho thầy hỏi thăm cái này mấy đứa nè. Rồi trường gian logic của mấy đứa kia làm sao nè. Trời ơi mấy bạn nữ trầm tính quá phải hôm hả các bạn ơi cho 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 biết tín hiệu đi. Rồi logic là à, rồi đó có ly sen logic. Trời ơi, ai cũng thích logic hết hả. Thôi mình cứ thử logic đi nha. Còn mấy đứa khác thì sao nè? Đức Hải thì sao nè? Em đừng nói vừa đừng vừa học vừa chơi game nha. Thân tình thì thân tình nhưng mà phải có kỷ luật nha mấy đứa. Ừ, phải tương tác, phải thường xuyên tương tác rồi. Ok. Ờ, Đức Hải logic đi anh. Ok. Anh Thư với um, Gia Hân sao? Ok, hay về dạ logic đi ha, mình cứ theo kiểu logic trước nè mấy đứa. Nếu mà logic thì phải tập trung cao độ, nghe để hiểu, phải hiểu thì mới dễ nhớ được. Rồi, để anh nói cho mấy đứa về cái vụ này. Đây. Nhìn từ từ thôi. Thôi mà khoan đi, khoan khoan nhìn cái bảng này đi. Nhìn dùm anh cái này là được nè mấy đứa này. Coi như một, một cái bảng trắng. Chứ mà hả? À, nhìn vô đây mắc công mấy đứa nhức đầu. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài về thì nha. Nhưng mà mục tiêu của anh ngày hôm nay là để... Cho mấy đứa học hết tất cả chín thì trong một lần. Để làm được chuyện đó chắc chắn chúng ta phải có đầu óc logic. Thứ hai là phải làm thật nhiều để luyện tập cái đó. Cho nên bây giờ mình chú ý ha. Trong tiếng Anh có bao nhiêu thì tổng cộng vậy? Có quyền mở micro hoặc chat, bao nhiêu thì ai biết. 12 thì đúng rồi. Nhắc tới thì nha mấy đứa. Là chúng ta nhắc tới cái gì ạ? nhắc tới cái mối quan hệ giữa hành động và thời gian. Mình phải xác định cái đó để một lát nữa mình sẽ làm rất là nhiều cái câu chuyện ở đằng sau đó đó. Rồi. Vậy nha, gồm có tổng cộng là 12 thì Rồi đây, tổng cộng 12 thì nó được chia theo tính chất và thời gian tính chất gồm có bốn tính chất và ba thời gian nhân vô thành ra là 12 thì. Được không? Bốn tính chất đó gồm có đơn tiếp diễn hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Các em chỉ cần học thuộc cái mấu chốt của cái tính chất là có thể nhớ được hết những cái thì khác. Được không? Còn thời gian thì chỉ có ba thời gian thôi đó là gì? Hiện tại, quá khứ và tương lai. Khi mà mình ghép vô đây đó thì nó sẽ ra 12 thì. Hiện tại thì có hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ thì có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá hoàn, hoàn thành tiếp diễn, vân vân tương lai cũng vậy. Vậy thì thực ra nếu mà mình có đầu óc logic một chút xíu, mình chỉ cần học bốn tính chất và xong rồi. Học bốn tính chất thôi còn mấy kia phóng ra. Thay vì học 12 thì thì mình chỉ học tính chất của bốn thì thôi. Được không mấy đứa hiểu chưa? Vậy thì bây giờ anh nói gì cho hiểu nha. Anh nói lại nè, cái thì là cái mối quan hệ giữa hành động trong câu và một cái mốc thời gian nào đó. Một cái mối quan hệ nha thì mối quan hệ này nó chỉ có hai mốc thôi mấy đứa nhớ giùm anh nè đó là tại và trước tức là hành động xảy ra tại đó mốc thời gian đó hoặc hành động xảy ra trước mốc thời gian đó được không ạ vậy thì thì đơn mình tạm thời bỏ qua lát anh nói riêng cái tiếp diễn diễn tả cái mối quan hệ là hành động đó đó xảy ra sao tại thời điểm đó còn hoàn thành là hành động xảy ra trước thời điểm đó còn hoàn thành tiếp diễn là hai cái này ghép vô là một hành động xảy ra vừa tại mà vừa trước cụ thể là ok vẫn là hành động xảy ra tại thời điểm đó nó một cách nào đó nó giống với thì tiếp diễn nhưng mà ta quan tâm tới phần việc xảy ra trước thời điểm đó À. Chính vì vậy nó vừa có tại nó vừa có trước cho nên người ta gọi là hoàn thành tiếp diễn. Rồi để anh ví dụ nha. Ví dụ nè. Hôm qua là một cái thời điểm đúng không? Ok, lúc 3 giờ chiều. Vậy thì đây có phải là một thời điểm chưa? Và bây giờ là tới cái hành động của mình nè tôi mắc ăn cơm đó thí dụ mình đang nói cái câu trong cuộc sống của mình trời hôm qua 3 giờ chiều tôi mắc ăn cơm tự nhiên cái ông gọi tới làm sao mà tôi nghe máy được ông gọi cái giờ đó làm sao tôi bắt máy được tôi mắc ăn cơm đố các em xác định dùm thầy cái mối quan hệ giữa hành động và thời điểm ở đây là gì nào mời các em mở micro hoặc comment vô coi nhưng mà hành động là gì mới được nhỉ? Hành động gì đây? Trong câu này hành động là gì? Là ăn cơm. Là ăn cơm chứ không phải mắc nó gì Khôi. Mắc chỉ là bận thôi. Ăn cơm mới là cái cái hành động này nè. Nha, mình đang ăn cơm. Nha. Rồi. vậy thì cái mối quan hệ giữa cái hành động ăn cơm đó với lại cái mốc thời gian này nó là như thế nào? Tức là hành động ăn cơm đang diễn ra tại thời điểm đó hay là đã diễn ra xong trước thời điểm đó rồi? hay là đang diễn ra tại thời điểm đó mà mình quan tâm cái phần việc đã rồi, mời các em xác định cái nào ạ? À? Là tại là trước hay là vừa tại vừa trước xin mời. Nãy giờ là đang logic đúng không? Rồi. Rồi ok, nhớ là cái mối quan hệ giữa hành động và thời điểm nha. Rồi các em cứ trả lời nếu có sai thì anh sẽ sửa. Này, xin phép mấy đứa cho xin anh cái nha để cho mấy đứa thoải mái một chút xíu mình là anh em nhau mà mốt mình còn đi nhậu với nhau nữa mình đi uống trà sữa với nhau rồi mấy mấy đứa coi nè ăn cơm hôm qua lúc ông gọi 3 giờ chiều đó là tôi mắc ăn cơm mắc ăn cơm ở đây có nghĩa là mình phải ngầm hiểu đó chính là đang diễn ra đó đang diễn ra tại thời điểm 3 giờ chiều trong cái văn nói trong cuộc sống của mình mình không có nói cái chữ đang nhưng mà ở đây chúng ta sẽ phải ngầm hiểu là hành động này đang diễn ra tại thời điểm 3 giờ chiều đó. Đây chính là một ví dụ của hành động xảy ra tại một thời điểm và cụ thể thời điểm này ở trong quá khứ. Cho nên ghép lại chúng ta sẽ phải sử dụng thì gì? Hành động đang diễn ra tại một thời điểm tức là mình dùng thì tiếp diễn mà thời điểm đó ở trong quá khứ tại hôm qua mà cho nên đó là quá khứ tiếp diễn. Đó là cách mà chúng ta xác định thì đó. Tiếp ví dụ nè các em. Tiếp nha, thầy ví dụ tiếp. Ơ lộn quên, anh ví dụ tiếp. <laughs> tiếp này mấy con. <laughs> Rồi. Hiện tại lớp mình đã học được 15 phút. Xin hỏi hành động trong câu này là hành động nào? Đây mời mọi người ạ, à, xác định dùm. Rồi trường Giang bình luận công khai đi Trường Giang. Rồi khuyến khích nha, khuyến khích uh, các em thân mến Trường Giang Bảo Duy Gia hơn Ly Sen Bình Ngọc Anh Thư Duy Khôi Đức Hải bình luận luôn ừ, đúng rồi đó học đúng rồi ha Đức Hải bình luận công khai nha đúng rồi thư nha. Rồi đó là học. Bây giờ anh hỏi mấy đứa là bây giờ mình có đang học hay không? Trả lời trả lời một cách logic. Đừng có dựa vào cái chỗ này hết đó. Hiện tại lớp mình đã học được 15 phút rồi đó nha. Là còn học không mấy đứa hay nghỉ? Còn học giỏi lắm. Vẫn còn đang học nha, mình ghi là vẫn còn học. Ê vẫn còn đang học Nhưng là tính chất của thi gì đây mấy con? Đó. Đây, vẫn còn đang học tính chất của thi gì ha, để cho mấy đứa điền vô. Tiếp theo anh hỏi tiếp nè. Cái mà mình quan tâm là nó có xảy ra hay không xảy ra hay là cái phần việc đã hoàn tất. À, đây. Ê, mình học được 15 phút rồi. Lớp mình đã học được 15 phút rồi. Tức là tính từ cái lúc bắt đầu học cho tới bây giờ là 15 phút. Có nghĩa là cái phần việc đã hoàn tất rồi. Đúng không? Vậy thì cái này nó cộng thêm cái gì nữa này mấy đứa? Cộng thêm cái khoảng thời gian đã hoàn tất. Mấy đứa nhớ cái này rất là quan trọng nha. Đó. Vậy mình xác định thì coi nào. Nhìn vô cái tính chất này cho anh biết đi. Khi mà cái mối quan hệ giữa hành động và mốc thời gian nó là vừa đang diễn ra tại một thời điểm nào đó mà còn quan tâm tới cái khoảng thời gian đó hoàn tất thì đó là thì gì? gì Đức Hải chưa tính chất thì không có cái hiện tại hoàn thành. Nào Đức Hải coi nè, tiếp diễn hoàn thành với hoàn thành tiếp diễn. Một trong ba cái này chọn nè mấy con, mấy em. Các cô, các cậu, đúng rồi đó chính là đúng rồi đó minh ngọc minh ngọc bình luận công khai cho các bạn coi nè cái gì đâu ngại đó chính là hoàn thành tiếp diễn nha mấy đứa giỏi lắm nhưng mà mấy đứa ơi hoàn thành tiếp diễn không phải là một thì trọn vẹn đâu muốn nó là một thì trọn vẹn cần phải bổ sung cái thời gian nữa và cái thời gian đó nó phụ thuộc vào cái mốc thời điểm mà mình đang chọn thời điểm đó nó ở hiện tại thì nó là hiện tại nó quá khứ thì nó là quá khứ ở tương lai thì nó là tương lai vậy thì cái thì này là thì gì thêm cho anh một chữ nữa để trở thành một thì hoàn chỉnh là mấy đứa nè nhắc lại nha chúng ta đang học về logic nha thì gì mấy đứa nè nhìn vô câu có dấu hiệu rồi đó dấu hiệu quá trời rõ ràng luôn ừ, vậy thì nguyên thì nó sẽ gọi là hiện tại hoàn thành tiếp diễn vậy thì chúng ta đã xác định xong cái thì cho cái chữ học nha Nhớ nha mấy con, chia thì là chia cho hành động nha, đúng không? Rồi tiếp nè mấy đứa nè, tiếp nè. Tiếp. Tính đến thời điểm này tôi đã viết được 10 cuốn sách. Xác định cho anh cái hành động trong câu này đi. Rồi không cần biết mấy đứa đang học lớp 6, lớp bảy, à, lộn, chắc chắn có lớp 6 rồi. Không biết mấy đứa đang học lớp 10 hay 11 hay 12 không biết nhưng chúng ta học bây giờ là học luôn một lượt chính thì. Ừ, ờ, đúng rồi. Hành động là viết. Ok, that's good. Rồi tiếp theo xác định giùm anh đi. Cái mối quan hệ giữa hành động và cái thời điểm là gì vậy? Một là nó đã xảy ra trước Hai là nó đang diễn ra. Và ba là cả hai tức là nó vẫn đang diễn ra nhưng mà mình quan tâm coi là từ lúc bắt đầu tới bây giờ là bao lâu. Vậy thì theo cả em nó là cái gì? Trời ơi Quang bây giờ mới vô hả Quang? Nãy giờ các bạn đã đi được tới cung trăng rồi đó Quang ơi. Sao mấy đứa xác định xem đó chỉ cần trả lời cho anh là tại hay là trước hay là cả hai mình đã viết được 10 cuốn sách tính đến thời điểm này tức là thời điểm bây giờ nè thời điểm hiện tại mình đã viết được 10 cuốn sách là bây giờ có còn đang viết không tức là bây giờ có đang cầm bút viết không có đang trong quá trình viết sách không hay là mình đang kể về một cái thành tựu trong quá khứ À, vậy là đã xảy ra trước, đúng không? Mấy đứa rất là giỏi, đúng không? À có ly sen nghĩ là cả hai Thực ra bây giờ người ta không có nói là mình đang viết cuốn nào hết Người ta chỉ đang kể về một cái thành tựu đã làm được Chính cho tới bây giờ tôi viết được 10 cuốn rồi đó nha Thì đã, lúc mà nói cái câu đó nó đâu, đâu có viết Cho nên cái này là trước Đúng rồi Khi một hành động xảy ra trước một thời điểm Vậy thì đó là tính chất của thì gì Em nói nghe tính chất thì chọn Cái tính chất thôi nha Tính chất gì đây tính chất là HT đúng rồi đó là hoàn thành đúng rồi là hoàn thành ha rồi bây giờ muốn biết nó là thì gì thì phải gồm như cái thời gian nữa mà cái thời gian chính là cái gì là cái thời điểm á vậy thì tính đến thời điểm này vậy là chúng ta chọn thời gian là gì cái gì về quá khứ về đức hải tính tới thời điểm này này thời điểm này là đức hải nè nào suy nghĩ logic nè tính đến thời điểm này tính đến thời điểm này khi người ta nói cái câu đó đó em tính tới thời điểm này tôi đã viết được 10 cuốn sách là gì là hiện tại thôi nha ừ. cho nên cái thì mình sử dụng sẽ là thì hiện tại hoàn thành xin nhắc lại cho bạn quang mới vô ha chúng ta đang học một lần chính thì trong một lúc một cách logic theo kiểu logic mình cứ học thử theo kiểu này nếu không được lát nữa thầy viết hết công dụng 12 thì ra về tự tự ngồi học thuộc lòng như cái máy <laughs> còn nếu mà mình uh, hoàn, hoàn thành được cái này đó thì nó sẽ dễ hơn rồi mấy đứa cho thầy biết cái tình huống này là cái gì nè ngày mai đừng gọi tôi lúc 10 giờ nha bị gì lúc đó tôi mắc học Thấy cái tình huống của mấy đứa Em nói nghe mình học ngữ pháp Mình học tiếng Anh là đừng có tách rời khỏi cuộc sống nha Chứ nếu không thì tiếng Anh nó sẽ mãi mãi Nằm lại trên trang giấy nhà trường Và trong bài thi và trong những sổ liên lạc Trong những giọt nước mắt Không bao giờ mình có thể sử dụng được trong cuộc sống Không bao giờ mình yêu thích môn tiếng Anh cả Cho nên là thầy luôn luôn đưa ra Cho các em những cái ví dụ thực tế Bây giờ mấy đứa xác định Dùm thầy cái câu này nè lúc đó tôi mắc hợp còn những cái khác nó chỉ là cái bối cảnh cho mình uh, có manh mối thôi xác định giùm thầy lúc đó tôi mắc hợp hành động đâu mấy đứa nhanh lên nè các chàng trai các cô gái xác định cho tôi thành động ở trong cơ đi nè nhanh lên đấy rất là gọn gàng đấy duy khôi đức hải trường giang anh thư gia hân ly sen đúng rồi là hợp giỏi lắm vậy thì bây giờ mình làm gì mình xác định cái mối quan hệ giữa hành động họp và cái mốc thời gian đó là lúc đó. Cũng trải trả lời cho anh nha mấy đứa. Vậy thì hành động đó đang xảy ra tại đó. Tại cái lúc đó. Hay là đã trước cái lúc đó rồi. Hay là tại lúc đó mà mình quan tâm tới cái khoảng thời gian đã hoàn tất trước. Tại hay là trước. Wow, trội sen vỗ tay. Thông minh. Sao mấy đứa nè, những chàng trai những cô gái suy nghĩ logic cho thầy nha, không có đoán mò nha. Đoán mò là bể hư bột hư đường đổ sông đổ biển hết công sức của anh em mình nãy giờ. Không tại hai trước là gì vậy duy khôi. Ừ. À, toàn là tiếp diễn, đúng rồi. Có phải không nè? Ê, ngày mai đừng gọi tôi lúc 10 giờ nha, lúc đó tôi mắc họp. Có nghĩa là cái hành động họp nó đang xảy ra tại thời điểm lúc đó. Lúc đó nó đang tiếp diễn. Được không? Yes. Vậy thì, chỉ vậy thôi à? Tại. Suy ra đây là tính chất của thì tiếp diễn, đúng không? Mình đã xác định tính chất rồi. Nhắc lại cho Quang nha, Quang mới vào, Quang từ hờ mới vào đó. Thì... Um để xác định được thì thì mình xác định hai thứ là tính chất và mốc thời gian phải không vậy thì cái thời điểm lúc đó này đang ở hiện tại ở quá khứ hay ở tương lai thực ra có mấy đứa nó đã nói rồi rồi đó mà giờ các bạn suy nghĩ đi suy nghĩ cho kỹ đi lúc đó này là đang ở bây giờ hiện tại hay là tương lai hay là quá khứ vậy thì chính nhờ cái bối cảnh đầy kịch tính mà tôi dàn dựng cho các em mà các em có thể thấy rằng lúc đó này nó đang là tương lai, ghép lại chúng ta có thị. thì tương lai tiếp diễn. Mình sẽ chia thì tương lai tiếp diễn cho cái chữ họp ở trong câu, hiểu chưa? Cần thêm ví dụ không hả hay thôi? Có nắm được chưa? Ai không hiểu phải thành thật ý chứ. Vậy chứ. Ai không hiểu phải thành thật nghe chưa? Học là học cho mình, chứ không phải học cho bạn. Lớp chỉ đang có 9 người thôi, gồm tôi nữa là 10, cho nên mình không hiểu mình phải nói. Thầy còn đang chuẩn bị thêm chục ví dụ nữa cho mấy đứa đây nè. Thấy không? Thêm nữa nha, đố mấy đứa nè. Để thầy ghi, ghi ở trên đây cho nó dễ nè. Đố mấy đứa nha. Ok. À, năm ngoái, ông John mất may quá ổng đã xây nhà cho con ổng Ông đã kịp cái chữ kịp này là thầy thêm vô để cho nó có cái phần um, kịch tính cho các em theo dõi và hiểu rằng tiếng anh thực ra nó chính là đời sống Ông đã kịp xây nhà cho con ổng trước khi mất may quá mấy con mấy em đây chính là ngữ cảnh của chúng ta Chia thì cho thầy cái câu này đi. Đố mấy đứa hành động chính ở trong câu là chữ gì vậy? Duy Khôi này nữa. Lanh ngang. Say. Đúng rồi. Giỏi lắm. Đâu, các cô gái đồng ý với các chàng trai không ạ? À? Trong lớp thầy đang hình như là nếu mà thầy đoán không lầm nha, tại thầy không thấy mặt. Uh, thì thầy nghĩ là có gia hân đúng không thầy nghĩ là là nữ ly sen minh ngọc anh thư thầy nghĩ là bốn bốn bạn nữ đúng không thầy đoán vậy minh ngọc thì thầy không không chắc tại vì cái tên minh ngọc nó có thể là nam có thể là nữ unisex nhưng mà thầy có linh cảm là minh ngọc là a girl are you a girl minh ngọc right <laughs> hả Girl or boy? <laughs> sao mà mới mới vừa nghe Minh Ngọc trả lời mà chưa kịp nghe cái gì? Thôi nếu mà thầy có sai sửa cho thầy nha. Rồi xây chính là hành động của chúng ta. Thế thời điểm này đâu mấy đứa ng nghe cho kỹ nè, đọc cho kỹ cái câu và cho thầy biết thời điểm đâu? Thời điểm mà mình đang xét là thời điểm nào vậy mấy đứa này? Mày quá, ổng đã kịp xây nhà cho con ổng trước khi ổng mất cái thời điểm trong câu này đó chính là khi ổng mất manh mối về thời gian đúng không vậy thì cái mối quan hệ giữa hành động xây và thời điểm đó là tại hay là trước hay là cả hai vậy mấy đứa trời ok mấy đứa xác định được quá khứ là đúng rồi đó nhưng mà là bây giờ là mối quan hệ giữa hành động và thời gian này tại hay là trước hay là cả hai cả hai có nghĩa là là tại nhưng mà mình chỉ quan tâm tới cái phần việc hoàn tất là bao lâu thôi. À, ở đây nó đơn thuần là trước đúng không nè? Xây xong rồi mới mất. Phải không? Rồi, vậy thì sao? Thì gì mấy đứa? Thì gì xác định? Đó là thì... Quá khứ hoàn thành giỏi lắm. Bây giờ xác định chức năng của thì xong đã. Một lát nữa, anh sẽ cho mấy đứa biết về cái cấu trúc nó như thế nào. Chúng ta học từ từ, từng từng chút một. Rồi ok, ai hiểu rồi comment chữ ok, ai chưa hiểu có thể bình luận thầm thì riêng tư cho anh chữ chưa hiểu. Thêm cái nữa đi ha. Rồi. Rồi, ok, để anh kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện như thế này. Đó là đức hải muốn gây ấn tượng cho lớp của duy khôi cho nên mới dặn duy khôi là ngày mai á lớp ông làm kiểm tra đúng không cho tôi biết giờ để tôi xuất hiện để tôi gây ấn tượng với ly sen nhưng mà tôi sẽ không vô từ đầu giờ tôi sẽ vô giữa giờ kiểm tra như một vị anh hùng chỉ bài cho Li Shen làm cái câu toán mà cô ấy bí. Ông hãy cho tôi biết đi. Thế là Duy Khôi mới nói rằng à lớp tôi sẽ bắt đầu làm kiểm tra lúc 9 giờ. Ông tới lúc 9 giờ rưỡi đi ha. Tại vì sao? Lúc ông tới đó thì lớp tôi sẽ làm kiểm tra được 30 phút. Ông tới là vừa cho ông tha hồ thể hiện flex các kiểu nhớ nha ông nhớ nha nhớ nha cái chữ nhớ nha này nó chính là manh mối cho chúng ta biết cái sự kiện này xảy ra chưa đã xảy ra trong quá khứ hay là đang xảy ra hay là trong tương lai đó mấy đứa mấy đứa coi ha và bây giờ xác định cho anh cái này đi hành động chính đâu nè mấy đứa nè thì lớp tôi sẽ làm bài được 30 phút. Hành động chính đâu nè? Rồi. Làm bài kiểm tra. Chính xác. Thời điểm đâu ạ? À? Thời điểm là cái gì? Ngày mai học... Hmm, chưa, chưa rõ Duy Khôi. Phải cụ thể trong cái câu này nó đã thể hiện cái đó rồi. À đúng rồi lúc ông tới, đó là cái thời điểm. Tất nhiên mình xác định tương lai hay là quá khứ là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mình phải xác định được cái thời điểm tương lai nhưng mà lúc nào. Để làm chi để mình biết cái mối quan hệ giữa hành động này và cái thời điểm đó, đúng không? Cái thì là nó có mối quan hệ mà. Rồi vậy thì xác định cho thầy nè. Làm kiểm tra với lại cái lúc ông tới đó, cái mối quan hệ nó là cái gì? Là đang làm hay là làm xong rồi? hay là cả hai tức là đang làm nhưng mà mình nhấn mạnh vào cái khoảng thời gian đã làm rồi dựa vào đó gọi tên thì cho tôi đi ờ ừ. là tại là trước hay là cả hai ừ. đức hải là tại đúng không đúng có tại nhưng mà cái được 30 phút này mình mình là gì Đức Hải? Đó. Ta có phải là ta quan tâm đến phần việc đã xảy ra trước đó không? Trước đó tức là trước lúc ông tới đó. Ngay cái khoảnh khắc lúc ông tới tính về từ đầu tiên thì làm được 30 phút rồi. Là mình đúng là nó tại. Đồng ý nhưng nó có thêm cái này nữa. Vừa tại vừa trước. Suy ra đây là tính chất của thị. Hoàn thành tiếp diễn. Ok. Và và gì? Thời điểm này là tương lai quá khứ hiện tại. Trời ơi, này là dễ như trở bàn tay. Tương lai đúng không? Yes. Hôm nay phải nói là mấy đứa học bài nắm rất là chắc. Tương lai hoàn thành tiếp diễn. Rồi, để thêm một câu nữa. Anh sẽ không có dẫn dắt cho mấy đứa tự suy nghĩ. Và quất một phát gọi tên được cho anh cái thì gồm có thời gian và tính chất thử coi có đúng không nha rồi anh lại cho ngữ cảnh đây mấy đứa nè cho ngữ cảnh nha rồi kính thưa quý vị sau đây là bản tin rất buồn từ đài truyền hình của chúng tôi hôm qua vừa xảy ra một vụ bắt cóc tại căn nhà riêng của một bạn tên là Bờ Giờ. Bạn Bờ Giờ đang học thì tên cướp đã đến và bắt cóc bạn đi. Thật sự chúng tôi vô cùng bàng hoàng bởi vì bạn Bờ Giờ vẫn đang học và làm bài tập của thầy thờ giờ giao cho bạn bờ giờ chỉ mới làm bài được 15 phút thì bị bắt đi. Nói cách khác, lúc bạn bị bắt đi, bạn mới có làm bài được. Cái gì vậy? Làm bài được 15 phút. À, mời các bạn xác định cho tôi cái thì chia cho động từ làm bài trong câu in đậm. Kính mời quý vị. Có cần làm lại không ạ? Nhớ suy nghĩ cho cẩn thận nha. cứ làm từ từ từng bước không có gấp rồi để tôi chuyển hết sang chế độ riêng tư cho mọi người tự do này. thưa, thưa quý vị sau đây là bản tin của đài truyền hình chúng tôi tin buồn ngày hôm qua bạn bờ giờ đang làm bài 15 phút thì bị bắt cóc đi lúc bạn bị bắt đi bạn mới làm bài để có 15 phút thôi Còn một phút nữa. Xin chúc mừng bạn bờ giờ bạn đã làm đúng. Bạn trờ giờ cũng làm đúng luôn. Ơ, à, thế nhưng còn những người khác sao à? thế còn trờ giờ bờ giờ hờ lờ sờ mờ ngờ giờ khờ và quờ và đờ hờ nãy giờ chưa thấy quờ nhưng quờ ơi nhớ cho xin 500 bạc tương tác đi quờ quờ tờ hờ đó rồi tôi rất là vui thưa các bạn bởi vì những tín hiệu mà tôi nhận được từ mờ ngờ giờ hờ bờ giờ giờ ca đều đúng cả nhưng mà chưa ai biết đó là cái gì còn bạn nào chưa gửi gửi luôn đi nè thôi vậy là thầy mừng rồi đó mấy đứa giờ muốn mừng thêm được không ai chưa gửi gửi luôn cho thầy nè Xong cái này mình sẽ qua phần cấu trúc nha. Ai không hiểu nhớ hỏi nha. Ước gì thầy có nhiều buổi hơn trong tuần để gặp mấy đứa. Một tuần gặp nhau có tiếng ít quá. Ok. à mà cái đó là thầy tự cảm thấy ít thôi nhưng mà mấy đứa nhiều khi thấy nhiều quá trời một tuần gặp ổng tới một tiếng một lần ước gì ít lại. Rồi nè mấy đứa coi, coi mấy cái này là ngữ cảnh thôi, màu mè làm màu cho mình biết cái không gian nó là như thế. Còn bây giờ coi nè, lúc bạn bị bắt đi, đây chính là thời điểm trong câu phải không ạ? Và thời điểm này chắc chắn là quá khứ bởi vì bản tin đó nó đang ở thì quá khứ. Bạn ấy mới làm bài được có 15 phút à. Nghĩa là Tất nhiên lúc mà bị bắt đi là không có thể nào làm bài được rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu là đang làm thì bị bắt đi. Cái đó thì vẫn được xem là tiếp diễn nha. À, đang làm thì bị bắt đi. Đó. Vậy thì cái này nó có cái tính chất tiếp diễn ở trong đó. Nó có cái tính chất hành động xảy ra tại thời điểm đó. Và nó còn cái này nữa nè. Được 15 phút à. Đó là cái khoảng thời gian cái phần việc đã hoàn tất trước đó là bao lâu nó có cái tính chất của hoàn thành tiếp diễn suy ra thì này là thì hoàn thành tiếp diễn. Và thời điểm này là thời điểm quá khứ, đó là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Được không ạ? Có Đức Hải xài là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nhớ coi lại nha bản tin trong quá khứ nha. Rồi được rồi, đó là về cái cách logic, còn nếu các em cảm thấy không ok với cách logic thì thì chỉ việc uh, coi cái 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 bản thứ hai là bản mi ăn liền thôi. Rồi bây giờ anh thầy xin phép hỏi các em trò như sao là đã thấy cái kiểu học theo tư duy logic đó có ổn không ạ? À? Nè, thì tiếp diễn nói về hành động xảy ra tại một thời điểm. Thì hoàn thành nói về hành động xảy ra trước một thời điểm. Hành thể tiếp diễn là vừa tại vừa trước. Chép lại. Cái thời điểm đó nếu mà nó ở hiện tại thì chúng ta có thì hiện tại. Thời điểm đó nó ở quá khứ chúng ta có thì quá khứ thời điểm đó là ở tương lai chúng ta có thể tương lai trời ơi sao mà nó dễ quá vậy ghép cái thời gian đó với lại cái tính chất đó chúng ta có một cái thì hoàn chỉnh vậy thôi à nãy giờ học chức năng là ok không ạ à? ok luôn đúng không rồi bây giờ mình học tới cấu trúc được chưa cho tôi 500 bạc tương tác đi ạ à. mình học cấu trúc được chưa trời ơi được chưa được chưa vậy hả rồi uh, duy khôi với trường giang rồi nhưng mà còn những bạn khác thì sao cho hỏi thăm bảo duy gia hưng ly Sen minh ngọc anh thư quang đức hải đâu rồi rồi ha trời nhớ tương tác mấy đứa không phải đâu uh, anh cũng hướng nội như mấy đứa gì thôi nhưng mà cái vấn đề là mấy đứa tương tác để làm gì tại vì mấy đứa tắt mic tắt cả camera mà còn im re nữa thì trời ơi anh sẽ cảm thấy trời ơi, hay là mình đang như thế nào mình có 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 chán quá hay là như nào không thì để anh còn biết ừ giòi nè mấy đứa nè nhìn vô nhìn vô cái phần công thức màu đen hiển thị những điều không thay đổi màu xanh hiển thị những điều sẽ thay đổi chẳng hạn nhìn vô cái thì tiếp diễn công thức chung của thì tiếp diễn là bi cộng với lại động từ thêm yên cái động từ thêm yên này nó màu đen có nghĩa là nó sẽ không thay đổi các con các em nhìn đi trong tất cả các thì tiếp diễn đều phải có cấu trúc động từ thêm yên nó chỉ khác nhau ở cái chữ bi này thôi và để cho nó dễ đó để cho nó dễ nhớ đỡ phải nhớ nhiều các em chỉ cần tư duy logic là được. Nếu như nó là ở thì hiện tại tức là hiện tại tiếp diễn á thì cái be nó biến thành am hoặc is hoặc are. Nếu mà nó ở thì quá khứ thì cái be nó biến thành was hoặc were, chủ ngữ tương ứng anh có cho ở đây rồi. Nếu mà nó là thì tương lai thì nguyên một cái be đó mình bỏ đi mình thay bằng will be. Tới đây ok không ạ? À? Có hiểu cái cách cái cách đó chưa? Nhớ nghe, thêm cái nữa đi ha cho dễ nè. Thế còn thì hoàn thành thì sao? Công thức chung của thì hoàn thành luôn luôn là have cộng với lại động từ thêm đuôi ed hoặc động từ bất quy tắc ở cột 3, cái đó lát nữa anh sẽ nói sao. Nhưng mà cái phần động từ thêm đuôi ed hoặc động từ bất quy tắc đó nó không thay đổi trong tất cả các thì mà nó có cái chữ hoàn thành. Nó chỉ thay đổi cái chữ have này thôi. Have này giống như là một cái món hàng mình mua ở siêu thị chưa có bóc tem vậy đó. Về mình bóc tem ra nó sẽ thay đổi tùy theo cái thì. Nếu nó là thì hiện tại hoàn thành thì chữ have đó biến thành have hoặc là has tùy chủ ngữ. Nếu mà nó là quá khứ hoàn thành thì nguyên cái chữ have biến thành chữ had. Thay thế vô đây. Còn nếu mà nó là thì tương lai hoàn thành Thì cái chữ have biến thành will have Cho tất cả các ngôi Đó Và tương tự thì hoàn thành tiếp diễn cũng vậy Có cái công thức nha Công thức của nó sẽ luôn luôn có dạng have bên cộng verb in Trong đó chữ bên verb in Không đổi trong tất cả những thì Nó có cái chữ hoàn thành tiếp diễn Chỉ đổi cái chữ have thôi và cái cách đổi nó giống y chang thì hoàn thành cái này. Rồi, ví dụ nha. Anh ví dụ nè. Đố mấy đứa tra cho anh cái thì này. Cái câu này nha. Nhìn lên đây. Anh có cái chữ work. Được không? Anh có chủ ngữ she. Bây giờ đố mấy đứa tra... chia thì. Chia thì có nghĩa là viết theo đúng cái thì á viết cho anh chia thì theo cái quá khứ tiếp diễn xem nào quá khứ tiếp diễn mình sẽ chia thì như thế nào rồi để anh làm mẫu nha đầu tiên thì tiếp diễn thì nó phải luôn có dạng b cộng verb in chủ ngữ she sau đó là cứ b nguyên công thức này vô b cộng verb in Đúng không ạ? À? Rồi. Tiếp theo chúng ta coi cái verb này là cái gì vậy? Verb này là cái động từ á. Động từ work. Vậy thì mình thế vô chỗ đó là mình có từ working. Được không? Rồi sao nữa? Chữ be này sẽ biến thành gì? À, quá khứ tiếp diễn. Mình coi cái cột quá khứ quá khứ đây chiếu xuống quá khứ tiếp diễn thì be sẽ biến thành was hoặc là were tùy theo chủ ngữ ở đây chủ ngữ là she cho nên nó sẽ là was do đó chúng ta đã chia thì xong cái câu vừa rồi đó là she was working được không ạ? À? đó anh làm mẫu cho mấy đứa nha bây giờ mời mấy đứa tiếp tục làm cho anh vài câu theo cái 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 bản logic này nếu mà ai không có theo được cái kiểu logic này cảm thấy khó hiểu quá không sao cứ nói anh nha anh sẽ cho cái dạng mì ăn liền rồi tiếp tục anh đố mấy đứa anh có chủ ngữ là là he chủ ngữ he nha và động từ của anh đang là từ uh, từ gì đây ta từ gì đây ta từ gì đây từ gì đây từ gì a từ, à, từ finish finish có nghĩa là hoàn tất Đố mấy đứa Chia cái chủ ngữ hy và động từ finish này Sao cho theo thì là thì uh... À để coi Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Rồi mời mọi người ghi ra giống này. cho 30 giây. Đúng rồi. Ừ. Nhiều bạn đã hoàn toàn chính xác. Có nhiều bạn gần chính xác đúng rồi phần lớn là làm đúng rồi ở đây thầy sẽ không gọi tên ai làm đúng hay làm sai bởi vì nó không có ý nghĩa gì hết đây là cái giai đoạn mà các em sẽ phải sai sót rất nhiều quan trọng là chúng ta sẽ phải học được từ sai sót để đúng hơn cho những lần sau mấy em coi dùm hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ có cấu trúc là gì mình coi coi hiện tại hoàn thành tiếp diễn đâu rồi À, dưới này nè phải không cột thứ ba thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì chắc chắn sẽ phải có cấu trúc have been cộng verb in cứ vậy cho anh này. he nè. Xong rồi mình ghi lại để lát nữa mình thay thế half been verb in cứ vậy cho anh. Have been verb in cái đã nha. Rồi. Tiếp theo, nhớ cái chữ been verb in là không thay đổi nha, thay đổi chữ have thôi. Vậy thì bây giờ sao? Nhìn vô đây, mình là thì thì gì? À hiện tại đúng không? Mình coi cái cột hiện tại Hiện tại thì chữ have sẽ biến thành have hoặc là has tùy theo chủ ngữ. Ở đây chủ ngữ là he, chủ ngữ số ít. Ha, vậy thì have biến thành has Chỉ vậy thôi. Suy ra chúng ta có là he has been. Động từ đây là gì? Là finish đúng không? Thế vô rồi, để anh ghi lại cho nó uh, gọi là, là 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 chỉnh chu nha, cho nó đẹp đẽ nè, đó là he has Bên finishing. Rồi chúc mừng những bạn làm đúng và chúc mừng luôn cả những bạn làm chưa chính xác. Đó sẽ là một bài học cho mình. Rồi làm thêm vài câu nữa là sẽ ổn hà tiếp tục nha mấy đứa nghe. Tiếp tục tiếp tục. À, để anh uh, ấy cái này cho nó dễ để mình dễ tiếp tục ha. Đây còn ai cảm thấy cái này khó quá nhớ cho anh biết để lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cái mì ăn liền rồi tiếp luôn mời các bạn chia dùm anh thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn quá khứ nha hoàn thành tiếp diễn nha với chủ ngữ là chữ uh, Mr Jones chủ ngữ là Mr Jones và động từ ở đây sẽ là từ à, chẳng hạn từ read là đọc rồi mời các bạn bắt đầu giỏi Rồi, những bạn vừa gửi cho thầy là giỏi hết rồi đó, đúng hết rồi đó, giỏi lắm á. Trời chưa ai làm sai luôn, đang bạch lá tìm sâu coi có ai sai không. Ok, rất tốt. Còn ai nữa không? Ai chưa nộp không ạ? À? Rồi để anh hướng dẫn thêm cái nữa nha. Thôi cho thêm 30 giây nữa đó. Những bạn nào làm rồi mà anh xác nhận đúng rồi đó thì coi đi để nhớ cái bản này. Và thực ra mình không có bao giờ mình học thuộc lòng như mấy đứa. Mà mình sẽ làm nhiều bài tập như nãy giờ. Tự nhiên nhớ. Anh có một đóng bài tập cho mấy đứa gì làm thao hồ làm. Rồi những bạn chưa gửi gửi luôn đi không? Ok, rồi Mình làm ha Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Cứ hoàn thành tiếp diễn là nó phải có cấu trúc là Have been, have been verb in ở đây Have Been Verb in đúng không? Rồi mình từ từ mình thay thế vô Này là gì đây? Uh, rồi Mr. Jones đúng không? Chủ ngữ Mr. Jones Rồi mình xem Mình sẽ thay thế cái gì ạ? À? thế cái động từ V này bằng cái động từ của mình ở đây là read. Chúng ta sẽ có reading. Được chưa? Rồi chữ have này mình coi quá khứ hoàn thành phải không? Đây quá khứ. Coi cái cột quá khứ này chiếu xuống. Thì chữ have biến thành had cho tất cả các ngôi vậy thì mình bỏ đi, mình biến thành chữ had. Suy ra mình ghi lại cái công thức đó chính là Mr. Jones Sao? Had been reading. Rồi, giỏi. Very good. Vậy ha, có ai chưa làm được không à? Rồi, thêm một cái cuối cùng nữa đi. Rồi chúng ta sẽ qua tới cái phần luyện tập sâu hơn nữa. Mấy đứa chia dùm anh thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thôi tương lai tiếp diễn đi. Tương lai tiếp diễn. Nãy giờ hoàn thành hoài. Tương lai tiếp diễn nha. Cho chủ ngữ là the children tức là bọn nhóc. Động từ ở đây mình có từ play là chơi. Rồi mời các em chia thì cho anh đi ạ. À. Ừm. Uhm. rồi giỏi lắm ai vừa gửi là đều đúng hết rồi đó những bạn chưa gửi gửi đi ai không hiểu nhớ comment quan tâm nhất là các bạn không hiểu bởi vì sao à, các bạn mà không hiểu đó là lỗi của mình nhiệm vụ của mình là phải để cho các bạn hiểu bài không ai bị bỏ lại Oh, cho nên các bạn đừng ngại, không có học trò nào dở, chỉ có người hướng dẫn chưa giỏi thôi. Cho nên các bạn đừng có ngại, nếu không hiểu nói mình biết để mình sẽ cho các bạn cái cách hướng dẫn khác. Ừ. Rồi bạn bờ giờ lát nữa sẽ nói lại được được nha. OK rồi cảm ơn mọi người. Đúng rồi đó, đã tương lai tiếp diễn thì mình sẽ coi cái gì đây tiếp diễn thì luôn luôn là be verb ing đúng không? Be verb ing. Rồi thế thôi, cái V này sẽ biến thành gì? Thành play, nó là play. Be thì biến thành gì? Đây tương lai nè, nhìn vô cột tương lai. Tương lai tiếp diễn mà nhìn vô cột nè. Be biến thành will be. Rồi, chủ ngữ giữ nguyên the children. Ok the children. Rồi tắt đi. The children will be playing. Vâng, 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 Rồi vậy đi ha. Có ai không hiểu không à? Rồi ok. Yes. Rồi tương lai tiếp diễn uh, nha các bạn. Cho nên không có half been nha mọi người. Tại vì half been nó là hoàn thành tiếp diễn lần. Ở đây chỉ là tương lai tiếp diễn thôi. Rồi bây giờ thôi mình qua tới cái phần đây nè. Có cái bảng này nè. Đây. Đây là cái bảng mà... <laughs> Gọi là không có logic bản mì ăn liền Mỗi một thì Chúng ta phải tự học thuộc từng công thức một Sao cũng được Nếu mình cảm thấy cái bản logic kia khó hiểu quá Thôi Từng thì một mình chăm chỉ Mình cần cù ha, Mình bù đi cái phần năng thiếu Được hết nha Cái này là anh sẽ gửi vô Bây giờ anh mời các em Làm cho anh như nãy giờ Có chủ ngữ Có động từ có cái thì chia thì giùm anh đi thí dụ câu này đó tôi ăn chia thì hiện tại tiếp diễn mời chia mời chia đi à quên anh sẽ gửi cho các em cái bản để anh chi để các em tra vừa tra và vừa 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 ấy trong này nha anh gửi luôn cả hai bản luôn bản mì ăn liền lẫn cái bản uh, logic luôn đầu tiên anh gửi cái bản mì ăn liền trước vô zalo coi nha Rồi vô Zalo coi để, để anh gửi cái đã đợi xíu nghe. Uh... Rồi vô Zalo coi vừa vừa gửi xong cái mì ăn liền, bây giờ là tới cái cái tư duy logic cái nào cũng được. Rồi. Làm này cho anh đi. <laughs> Xin mời mọi người. Tôi. Ăn. Chia thị hiện tại tiếp diễn. thì ra câu gì chữ tôi và chữ ăn chưa tiền thì tiếp diễn ra câu gì mấy đứa ừ. rồi nhớ ha coi cái trong kia ừ. coi cái 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 uh, cái cái bảng hồi nãy thì chúng ta còn nhớ rồi hầu hết các bạn đều đã làm đúng nhớ là gì thì tiếp diễn sẽ luôn có công thức là b cộng v in, đúng không mình chỉ cần thay thế thôi rồi ai thì chữ b sẽ biến thành am đối với thì hiện tại tiếp diễn ăn thế vô đây là eating rồi chỉ thêm yên vô thôi không có double chi đâu nha các bạn rồi ai muốn thích ai này ghi thành am này cũng được không sao hết rồi ok tiếp theo cho anh cái này đi cô ấy làm việc chia theo quá khứ tiếp diễn để cho các em dễ đỡ phải tra bảng lâu anh cho công thức luôn quá khứ tiếp diễn là là gì thôi phải tra bảng đi phải tra bảng lâu cũng phải tra Yeah. Ok, good. Rồi, giỏi. Đã tiếp diễn thì nó sẽ có cái dạng là be cộng verb in. Quá khứ thì be sẽ thành was hoặc là were tùy chủ ngữ. Ở đây cô ấy, cô ấy là she. She thì phải đi với was. Rồi, verb in làm việc là chữ work hồi nãy mình biết rồi đó she was working chúc mừng các bạn rất tốt tiếp theo làm cho anh câu này đi ở đây chữ đi anh có cho các em ba cái cột có ba cái cột nghĩa là nó bất quy tắc đây là v1 v2 v3 đó cho anh chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mời tra bạn đi Ừ, mm, mm, yes. Trường Giang, Minh Ngọc, Đức Hải, duy khôi đúng rồi. Ai chưa gửi? Có cần nhìn lại cái bản không? Rồi nhớ hoàn thành tiếp diễn thì luôn luôn là bên cộng web in nha mấy mấy em nha bên cộng với verb in verb in ở đây là gì là go á going Đúng rồi cho v một v v ba vậy thôi chứ mình không có xài tới <laughs> rồi vậy ha tiếp theo là gì chữ have sẽ biến thành have hoặc has tùy vào chủ ngữ chủ ngữ là he cho nên sẽ là he has đây đáp án he has been going tất cả đều làm đúng những những ai gửi là đúng hết rồi yeah. còn những ai chưa gửi thì anh không biết nhớ nha cuối giờ nhớ feedback cho những bạn nào mà ít gửi để nhớ feedback cho anh biết để, 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 coi hay là để để coi là anh sẽ cố gắng tiếp chỉ cho các em hay là sao chợ này xưng anh thấy nó thân thiện quá mà không biết mấy đứa cảm thấy có 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 bị thiếu nghiêm túc hay không rồi họ chủ ngữ là họ hành động là nói cho anh thì quá khứ hoàn thành đi ạ à. đây là v một v hai v ba này nha Rồi, tốt lắm. Rồi, đây là câu cuối rồi. Nhưng mà mấy em cho anh làm thêm một câu nữa rồi mình hãy về nha. Mình hãy nghỉ nha để coi còn đủ quân số không. À, vẫn đủ. Chính bạn ráng nha. Không có lâu đâu, ráng năng nỉ. Đừng rời trước khi <laughs> anh kết thúc lớp. Rồi, họ là về. Bây giờ, nói. Phải không? À, là speak, spoke, spoken. Nhưng mà quá khứ hoàn thành coi lại cái đi giả bộ anh quên đi mình coi lại cái nào. quá khứ hoàn thành đâu rồi đây quá khứ quá khứ là cái cột thứ hai hoàn thành đây quá khứ hoàn thành sẽ có cấu trúc là h cộng v đi hoặc là v 3 nhưng mà chữ h sẽ luôn biến thành chữ h cho tất cả các ngôi hay nói cách khác nó là h cộng v 3 v đó em đấy cho nó đơn giản vậy ha đây nè. Đó, còn bạn nào cảm thấy cái kiểu logic này khó chịu quá, về coi này. Đây là mì ăn liền đúng không? À. Đây. Ê, cái này sai mất rồi. Ý giữa này HD mới đúng nha. ơi các bạn này làm sai rồi, lát anh sửa lại cho. Đây, H cộng V3 mới đúng. Rồi, vậy thì chúng ta thấy là ở đây sẽ là H cộng với lại V3. V3 đâu? V3 là spoken mới đúng nha. Đây, bất quy tắc như mấy đứa. Đây, H spoken rồi chúc mừng các bạn đã làm đúng những ai làm sai chúc mừng luôn đã học được một bài học mới bây giờ làm cho anh bài này nữa rồi mình mình hãy nghĩ nè bài này mấy đứa xác định chức năng của thì có nhớ hồi nãy anh đã nói như nào không ờ à, đây thí dụ có cái câu này hôm qua lúc bạn gọi mẹ tôi đã nấu cơm xong vậy thì đố các bạn chúng ta sẽ chia thì gì cho cái chữ nấu này đây có nhớ không chỉ cần nói được cái tên là được hôm qua lúc bạn gọi hôm qua chắc chắn là quá khứ rồi Lúc bạn gọi là cái mốc thời gian của mình Cái thời điểm mà mình quan tâm Mẹ tôi đã nấu cơm xong rồi Nghĩa là làm sao Cái hành động nấu cơm nó đã xảy ra Trước một thời điểm Xuyên ra chúng ta có Quá khứ hoàn thành Phải không ạ à? Vậy bây giờ các em sẽ chia cái câu này như thế nào Mẹ tôi là gì Rồi quá khứ hoàn thành chia làm sao Nhớ công thức quá khứ hoàn thành Mình mới làm xong không là my mother sao đâu ai nhanh tay nè nhớ ở lại với anh nhanh được khoan về nha mấy đứa 19 đứa ở lại trọn vẹn chín đứa dùm nha đang nghĩ đúng rồi đó đức hải là người làm nhanh nhất my mother hay là mẹ mom cũng được sao had cooked đúng rồi Thôi cái này là anh thêm thôi Chứ không có bắt buộc ha. Ai mà biết thì làm quá tốt Rồi tiếp theo câu số 4 Câu cuối cùng Rồi anh sẽ thả mấy đứa về Tôi đã đợi được 20 phút rồi Bây giờ Tôi đã đợi được 20 phút rồi Chia dùm anh cái thì của chữ đợi coi Được 20 phút rồi Ai nhớ thì gì không ạ Đứng rồi Trường Giang Giỏi Đức Hải Giỏi Dạ yeah. Rồi bây giờ nè các bạn bây giờ thì nó sẽ không thể nào là thì quá khứ được các bạn nha bây giờ thì chắc chắn cái thì nó phải có cái chữ hiện tại trong đó rồi mà hiện tại gì cái hành động đợi so với bây giờ nó như thế nào Ê, bây giờ tôi đợi được 20 phút rồi nè, tôi đợi nãy giờ tôi giờ đợi 20 phút rồi đó, là bây giờ vẫn còn đợi nè, đúng không đang đợi nè, Vậy thì nó là tiếp diễn. Nhưng mà mình quan tâm tới cái phần việc đã hoàn tất. Cho nên nó là hoàn thành tiếp diễn. Nó là cái khoảng thời gian đã xong. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn mới đúng. Rồi, yes. Còn ai mà giỏi nữa thì ghi được câu là I have been waiting. Xong rồi đó. Bây giờ mấy đứa cho anh một cái feedback nữa rồi mình nghĩ chung với nhau nè. Hôm nay các bạn cảm thấy cái bài thì này nó như thế nào? có hiểu được không cứ thành, thành thật cho anh biết anh không có đọc tên lên đâu để để cho anh thầy biết thôi để biết để tự nhìn lại bản thân mình mà không bao giờ tôi trách các bạn hết trơn mọi người cho một cái feedback đi rồi ngủ một 2 3 4 4 bạn rồi, còn 5 bạn nữa cho cái feedback này đi ngủ nha. 1 2 3 4 5. Còn 4 bạn nữa 6. Rồi. Còn 3 bạn nữa. Rồi bạn nào xong rồi thì thì, thì ok. Anh hỏi lại nha là ok không ạ? À? Có 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 hiểu được không? Có cảm thấy khó hiểu quá không? Ai không hiểu nhớ hỏi nha. Yes. Rồi. Ai xong rồi thì cứ đi về ha. Rồi, ok, ok. Rồi, bye bye, bye bye mọi người. Xin chào, xin chào tổng chào. Rồi, bye bye cả lớp, bye bye. Bye bye, bye bye, bye, bye mọi người. Rồi, bye bye, bye bye nha. Ok, thank you. Bye bye Trường Giang.